Xe máy Hoàng Anh xin kính chào mọi người nhé. Địa chỉ là 999-1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn của mình là 0905-95-8889. Hôm nay thì lại tiếp tục lên sóng một chiếc Honda Rebel 300 nữa. Chiếc này thì là đăng ký theo cuối năm 2018, biển kiểm soát 27A1003-00038. Và hiện tại cái số km của nó đi được 1.2 vạn. Đây, số km là 1.2 vạn. 1.2184 km. Đó là cây số thật của xe nhé. Tất cả các cái trang thiết bị trên xe hoạt động hoàn hảo. Xe zin tuyệt đối từ khung thân, máy móc cho đến nước sơn đều là zin. Zin toàn bộ xe. Cam kết với các bạn là cây số chuẩn và máy móc zin chuẩn như mình nói. Tình trạng pháp lý đầy đủ, sang tên chuyển vùng thoải mái nhá. Và hiện tại thì xe cũng có lên những cái thứ đồ chơi cũng khá khá. Ví dụ như là chân chống giữa này, một cái chân chống giữa này, một cái chống đổ cánh bướm đa điểm này, hai cái túi hông này, và một cái ba ga có tựa lưng sau, kèm theo là cái yên sau đã được làm to lên lót đệm kim đan phía trong rồi, cho nên là ngồi sẽ rất là thoải mái. Nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với cả cái yên zin nhá. Đây, nó to bản lên, rất là mềm nhá, cực kỳ mềm mại, êm ái. Đấy, hai túi hông nhỏ phía dưới. Xe vừa mới được bảo dưỡng đầy đủ tất cả và thay dầu, thay mỡ đầy đủ hết cho anh em rồi nhá. Đây, anh em nhìn mắt dầu. Đấy, vừa mới thay dầu đầy đủ hết tất cả rồi. Hiện tại là sẵn sàng sử dụng và anh em mua về là 3.000 cây số mới phải thay dầu nhá. Hiện tại thì xe thì tất cả các thiết bị đều zin đây. Đấy, có cả bù chống rung này, tất cả bên tay lái, bên tay trái, bên tay côn này, đồng hồ tay phải đây. Ốc cổ phốt là chưa chỉnh nhé các bạn nhé, các bạn nhìn rõ ốc cổ phốt chưa chỉnh, ốc cổ phốt chưa chỉnh và ốc ti phuộc zin đét là đẹp luôn. Đấy, pha zin theo xe này đã được lên XHP 70 rồi, cực kỳ sáng, siêu sáng luôn. Đấy, bên này nhá, cổ phốt của bên này cùng với cả ốc ti phuộc, các bạn cùng nhìn ốc chẳng ba đẹp nguyên như mới. Con xe này thực sự là chạy 1.2 rất là yên dùng. Hay như các bạn cùng nhìn cái lốp, là cái ta lông lốp nó vẫn còn đầy đủ và cái ta lông lốp rất là dày, còn đầy đủ luôn, chưa bao giờ mở ốc trục nhá, chưa chạm ốc trục, vành bánh rất là đẹp, đi thùng không có xước xát một chỗ nào cả. Đây các bạn cùng nhìn địa phanh nhá, địa phanh chuẩn này, ốc trục đây này, các bạn cùng nhìn này, ốc cùng phanh này. Nói chung là nó là một con xe hoàn hảo, rất hoàn hảo, mặc dù là đăng ký tháng 12 năm 2018 đấy, thế nhưng mà hiện tại là nếu mà qua trên chu trình sử dụng là gần 5 năm đấy, thế nhưng con xe này thì là cực kỳ đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với các con xe cùng thời nhá. Sơn zin còn đang dán ni lông. Đấy, tất cả cái phần sơn dán ni lông và sơn zin. Tem cánh Honda đẹp đẽ luôn, không một vết xước nào luôn, dù là nhỏ nhất nhá, anh em tìm không một vết xước ở đâu. Và sơn zin nhá, mình nói là sơn zin 100% và đang dán ni lông nhá. Đấy. Đây, các bạn nhìn cái chân này. Đấy, quá là khủng khiếp luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, chưa, rất là ngon lành, rất đẹp đẽ, xe cực kỳ là đẹp luôn, các bạn cùng nhìn nhé. Đây, các bạn cùng nhìn luôn này, từng chi tiết một nói lên cái độ sáng và mới đẹp của xe, tuyệt vời luôn. Bô zin theo xe nhé, không có độ chế gì cả, có một chút xước sát ở bên này. Đấy, phía ngoài. Còn lại thì này, đi thụt mới kính con, vành bánh đẹp, không có chỗ chê. Đấy, các bạn cùng nhìn nhá. Đấy, ba ga thì quá đẹp rồi, ba ga cao lên tựa lưng sau rất dễ chịu, xi nhan zin, đuôi zin, xe này là lốp vẫn zin theo xe nhá, các bạn cùng nhìn nhá. Đây, ta lông lốp và lốp vẫn zin theo xe này, nhông xích cũng zin theo xe luôn. Đấy, các bạn cùng nhìn nhá. Đấy, đi thụ đẹp, không có gì để chê này.
rất là đẹp. Một con xe tròn vành tròn vẻ như thế này thì không có cái gì để chê được nó cả. Nó quá đẹp luôn nhá. Cái phần bên tay trái là cái quầng điện. Tất cả các con ốc, chưa một con ốc nào bị ở chạm, nhưng chưa chạm bất kể một con ốc nào. Đây. Dầm của hơi đây. Zin theo nhà sản xuất nhá. Để chân, cái để chân nó còn chưa kịp mà mòn nhá. Đây các bạn cùng nhìn này, để chân như là cái gì nhỉ, cái cần số. Quá đẹp luôn. Xe thì còn một chìa khóa zin thôi. Mà cho một chìa khóa kia thì là chủ xe đã làm rơi mất rồi. Hiện tại chỉ còn một chìa khóa zin thôi, các bạn về có thể đánh thêm một chìa khóa khác thôi nhá. Chìa khóa cơ thôi, cho nên là đánh đơn giản mất có 50 và phôi của Honda xịn luôn. Đấy. Rồi thế thì đây các bạn nhìn cái tổng thể của xe. Rất là đẹp. Và mình cũng xin báo giá chiếc Rebel này. Chiếc Rebel 300 đăng ký năm 2012 năm 2018 này đang được bên xe máy Hoàng Anh mình bán ra với mức giá là 81,5 triệu nhé. Một mức giá quá hời so với cả con xe hiện tại. Nếu như các bạn còn tìm được những con xe nào mà Rebel 300 màu đen mà mới cứng thì các bạn sẽ phải chi ra số tiền từ 118 cho đến 120 triệu cho chiếc xe mới. Và đăng ký xong nếu như biển tỉnh như thế này thì nó sẽ rơi vào tầm 123 cho đến 125 triệu. Đấy, và hiện tại xe máy Hoàng Anh bán ra mức giá bán chỉ 81,5 triệu. Giá bán đó chưa bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển, anh em lưu ý giúp mình nhé. Và các bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, trên Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội để xem trực tiếp con xe Rebel này. Còn anh em nào ở các vùng xa hoặc lân cận thì có thể alo đến cái số điện thoại 0905 958889. Mình sẽ xin phép là tư vấn thật sự cụ thể cho anh em trước khi anh em đến xem xe. Và mình cam kết với anh em hình ảnh và video của xe là thực tế. Anh em đến xem là chuẩn xe, còn nếu sai bất kể một chỗ nào, mình xin gửi các anh em 5 triệu tiền chi phí đi lại nhé. Rồi thì mình xin cảm ơn và dừng video ở đây. Xin các bác một nút like và nút share. Cảm ơn và hẹn gặp lại ạ. Xin cảm ơn ạ.